Xin chào các bạn, hôm nay nhà thuốc Thái Dương sẽ giới thiệu một loại hỗn dịch kháng sinh là Azismel, có hoạt chất là azithromycin 200mg trên 50ml. Azithromycin thì được chỉ định dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với azithromycin, như là viêm xoang do vi khuẩn cấp tính, viêm tai giữa cấp tính, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản mạn tính, viêm phổi mắc phải tại cộng đồng ở mức độ nhẹ tới trung bình, nhiễm khuẩn da và mô mềm, viêm niệu đạo không biến chứng và viêm cổ tử cung. Về liều dùng và cách dùng thì đối với trẻ em trên 45 cân và người lớn thì ngày một ngày chúng ta sẽ dùng 1.500mg trong 3 ngày. Đối với trẻ em dưới 45kg thì nên sử dụng thuốc chứa azithromycin dạng bào chế hỗn dịch uống. Liều dùng cho trẻ em là 10mg trên kg trên một liều duy nhất mỗi ngày trong 3 ngày. Đối với trẻ nặng không quá 15kg, tức là dưới 3 tuổi, thì chúng ta sẽ dùng bơm tiêm có vạch để chia nhỏ ở mức 0,25ml, cho phép lấy 10mg azithromycin với mỗi phân mức. Trẻ nặng hơn 15kg thì chúng ta phân liều bằng thìa theo như sau, cắt như sau: 15-25kg, tức là 3-7 tuổi là 50ml một lần mỗi ngày trong 3 ngày, 26-35kg, tức là 8-11 tuổi thì uống 7,5ml trên một lần mỗi ngày trong 3 ngày, từ 36-45kg, tức là từ 12-14 tuổi thì chúng ta sẽ uống 10ml một lần, và chúng ta uống trong vòng 3 ngày trên 45kg thì liều dùng như người lớn. Quý vị và các bạn có thể mua hỗn dịch kháng sinh azithromycin tại quầy thuốc Thái Dương, cũng như là để lại tên số điện thoại, địa chỉ người nhận thì quầy thuốc sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến tay cho bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.